sẽ vào cái bài chương số 3 của chương trình vật lý lớp 11. Đó là chương về bản chất của dòng điện trong môi trường. Trước tiên, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về bản chất của dòng điện trong kim loại. Và trong bài ngày hôm nay của chúng ta thì gồm có một số mục chính như sau. Thứ nhất là chúng ta phải hiểu được cái bản chất của dòng điện trong kim loại là dòng như thế nào. Cái thứ hai là chỉ ra sự phụ thuộc của điện trở xuất của kim loại vào nhiệt độ. Thứ ba nữa là điện trở của kim loại ở nhiệt độ thấp và hiện tượng siêu dẫn. Cái thứ tư là hiện tượng nhiệt điện. Đầu tiên, chúng ta cùng nhau đi vào tìm hiểu về bản chất của dòng điện trong kim loại. Như kem đã biết, kim loại là nguyên tử kim loại, được cấu tạo bởi hạt nhân ở giữa và xung quanh là các electron, đúng không? Đấy, các electron thì chuyển động tròn đều xung quanh hạt nhân. Nhưng vì các electron ở lớp vỏ thì có lực liên kết với hạt nhân rất yếu, nên chúng dễ dàng bứt ra khỏi hạt nhân để tạo thành các electron tự do. Và khi nguyên tử mất electron tự do thì nó sẽ trở thành ion dương, đúng không? Đấy, đây là cái phần ion mà chúng ta đã khảo sát qua trong môn hóa học rồi. Các em chú ý nhé. Đó. Lực liên kết này giữa electron và hạt nhân ở lớp vỏ là rất yếu, nên chúng dễ dàng bứt ra để tạo thành các electron tự do. Và đây, khi nguyên tử mất e hóa trị hay là e tự do đấy nhé. Khi nguyên tử mất electron tự do hoặc là mất electron hóa trị thì nó sẽ trở thành ion dương. Và ngược lại, nguyên tử mà nhận thêm electron tự do, đúng không? Thì nó sẽ trở thành là ion âm nhá, như trong bài trước chúng ta đã khảo sát rồi. Và các em chú ý này là các ion ở trong nút mạng nó sẽ liên kết với nhau. Và liên kết với nhau một cách có trật tự. Khi đó chúng sẽ tạo thành một cái mạng tinh thể. Và các em thường là đọc ở đâu đó là các cái mạng tinh thể của kim loại, như kiểu là của mạng tinh thể của sắt, của carbon, đúng không? Hoặc là của niken, đấy là các loại mạng tinh thể. Đấy. Và cái này là các mạng tinh thể của chúng ta thì luôn luôn là dao động. Đấy, các mạng tinh thể thì luôn dao động và chúng sẽ chuyển động là xung quanh cái vị trí cân bằng. Các em nhớ ở trong vật lý phân tử ở lớp 10, trong vật lý lớp 10 chúng ta khảo sát rồi, là kim loại thì có cái vị trí